Xin chào tất cả mọi người buổi sáng ạ. Hôm nay là ngày 3 tháng 3 năm 2022, là ngày cuối cùng của công ty Thần Vương diễn ra chương trình tuần lễ vàng tại cửa hàng Gia Linh ở Cà Mau ạ. Địa chỉ số 79 Huỳnh Thúc Kháng, phường 7, thành phố Cà Mau. Thì hôm nay bầu trời rất là trong xanh và xung quanh em là ba bạn nữ cũng rất là xinh đẹp ạ. Và em cũng giống như là công ty Thần Vương cũng cảm thấy rất là vui, phấn khởi, may mắn và rất là hạnh phúc khi mà tiếp đón rất là nhiều anh chị khách nuôi đã đến cửa hàng Gia Linh để cùng giao lưu với công ty cũng như là mua rất là nhiều hàng của Thần Vương. Cảm ơn sự tin tưởng, đồng hành, sát cánh và ủng hộ của các anh chị nuôi nên công ty Thần Vương sẽ luôn luôn cố gắng khi mình có thể sẽ tạo ra những chương trình để hỗ trợ một phần chi phí nào đó cho khách nuôi, đặc biệt ngày hôm nay là ở khu vực Cà Mau ạ. Bên công ty sẽ diễn ra các tour tuần lễ vàng trên khắp cả nước và các địa chỉ công ty sẽ thông báo sau mỗi trước khi diễn ra ở một tỉnh khác. Thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng tại đại lý Gia Linh. Các anh chị khách nuôi nào mình chưa ghé đến cửa hàng thì tranh thủ nha, nhanh chân lên anh chị nha, nhanh chân đến cửa hàng Gia Linh để nhận rất nhiều chương trình đặc biệt của Thần Vương gửi đến anh chị, giống như một lời cảm ơn của năm 2021 và một mở đầu của năm 2022 thật là tốt đẹp, thật là vui vẻ. Và luôn luôn chúc anh chị nuôi tôm sẽ luôn thành công được mùa trúng giá, chi phí thấp và để đưa đến những lợi nhuận rất là cao đến anh chị ạ. Thì em cũng xin thông báo lại về chương trình đặc biệt của ngày hôm nay. Thứ nhất là đây được diễn ra tại Cà Mau và tại Cà Mau cửa hàng Gia Linh là cửa hàng duy nhất bên Thần Vương sẽ diễn ra tour tuần lễ vàng. Hôm nay là ngày cuối cùng, anh chị, những anh chị nào đã đến nhưng mình muốn mua tiếp mình cứ đến ạ. Và những anh chị nào cũng mình chưa đến, chưa biết và mình mới bắt đầu mình biết trong ngày livestream hôm nay của em, hoặc những anh chị nào đã biết mà mình chưa sắp xếp được thời gian trong 2 ngày trước thì hôm nay hãy đến để cùng giao lưu với Thần Vương anh chị nha. Dạ thì chương trình rồi được em. Chương trình của ngày khuyến mãi cũng như là tour tuần lễ vàng sẽ có những gì đặc biệt ạ? Đầu tiên sẽ là mua một tặng một ạ. Đầu tiên sẽ là chương trình mua một tặng một. Thì các ngày 1 và ngày 2 cũng giống như là ngày 1 và ngày hôm qua là bên công ty cũng như cửa hàng đã đón tiếp rất là nhiều khách hàng luôn. Khách mua nhiều lắm, có rất nhiều khách hàng từ những nơi rất là xa đã đến cửa hàng đó để thấy được là những tấm chân tình của khách hàng cũng như là sự tin tưởng của khách hàng đối với thuốc Thần Vương, thuốc thủy sản Thần Vương ạ. Thì hôm nay là ngày cuối cùng, tức là ngày 3 tháng 3 đây ạ. Chương trình sẽ là mua một tặng một, áp dụng cho tất cả các sản phẩm tại đại lý Gia Linh. Và ngoài cái chương trình mua một tặng một này thì sẽ riêng sản phẩm soi mắt và sản phẩm Canfota, tức là sản phẩm về vi sinh đa năng. Sản phẩm vi sinh đa năng soi mắt ạ, anh chị cố gắng tranh thủ nha. Sản phẩm vi sinh đa năng soi mắt và tăng trọng Canfota sẽ có chương trình cực kỳ đặc biệt hơn nữa so với một tặng một. Đó là mỗi khi khách mua một xô soi mắt hoặc là mình mua tối thiểu một thùng Canfota, mình sẽ nhận được một vòng quay may mắn. Mỗi một xô sẽ nhận được một vòng. Em ví dụ nếu mà mình mua một xô, mình tặng một xô thì mình sẽ được quay một vòng quay may mắn. Nếu mình mua hai xô, mình tặng hai xô thì mình sẽ được nhận hai vòng quay may mắn. Hoặc là ví dụ Canfota cũng như vậy ạ. Và tất cả các vòng quay đó đều là trúng thưởng, tức là sao ạ? Cứ quay là trúng. Có nghĩa là mình sẽ là cứ quay là trúng và mình sẽ trúng được 100%. Trong những vòng quay đó, nhiều khi mình trúng cả một thùng hàng. Mình mua một xô và mình được xách về đến cả 3 món, 3 thùng hàng luôn ạ. Thì đó là chương trình đặc biệt giữa soi mắt và Canfota. Còn soi mắt là như thế nào, Canfota tăng trọng tốt như ra sao thì anh chị chắc cũng đã biết rồi phải không ạ? Thì hôm nay em sẽ nói ngắn gọn và đơn giản hơn ạ. Và tiếp theo đây thì ngoài chương trình mua một tặng một và đặc biệt đối với sản phẩm soi mắt và Canfota sẽ có thêm chương trình quay vòng quay may mắn, thì mình sẽ có thêm chương trình là quay số mã số may mắn được diễn ra và được live stream để thông báo kết quả vào ngày 31 tháng 3 năm 2022. Tức là mỗi khách hàng khi mà mua mỗi 5 triệu, tổng hóa đơn mua mỗi 5 triệu hàng của Thần Vương thì mình sẽ nhận được một mã số may mắn. Và cái giải thưởng nó sẽ như thế nào ạ? Gồm tổng cộng là 10 giải thưởng. Một giải đặc biệt,
có tổng trị giá là 55 triệu, sẽ gồm có giỏ hàng Thần Vương và một TV Samsung ạ. Phần một giải nhất sẽ tổng trị giá là 35 triệu gồm một TV và giỏ hàng Thần Vương ạ. Ba giải nhì mình sẽ trị giá là 20 triệu và năm giải ba sẽ trị giá là 10 triệu. Đây là chương trình đặc biệt của công ty dành tặng, dành gửi đến các quý khách hàng. Thì các quý khách hàng hãy nhanh chân đến ngày hôm nay nha. Tại vì chương trình mà quay số may mắn cũng như là bốc thăm mã số thì sẽ được cấp tại Thần Vương và cũng trực tiếp từ phía Thần Vương phải theo dõi để gửi đến anh chị ạ. Nên nếu những anh chị nào mà mình để trôi qua ngày hôm nay thì ngày hôm sau nhiều khi dù mình mua cũng rất nhiều hàng nhưng mình sẽ không nhận được những ưu đãi như trong 3 ngày diễn ra tuần lễ vàng ngày hôm nay ạ. Các anh chị ơi nghe em, và ngày hôm nay thì mình hãy đến đây là một ngày cuối cùng ạ. Thần Vương vẫn luôn luôn chờ đợi, vẫn luôn luôn tiếp đón anh chị rất là nồng nhiệt anh chị nha. Có rất nhiều anh chị khách nuôi quen của Thần Vương cũng đã gọi cho Thần Vương rất là nhiều lần luôn. Có nghĩa là ngày 1, ngày 2 của mình bận và mình chắc chắn là mình sẽ cố gắng để mình đến ngày 3. Thì anh chị nhớ cố gắng để một chút thời gian để ghé đến và cùng giao lưu với các nhân sự của Thần Vương, cũng như ghé đến để mình mua các sản phẩm thật sự là ưu đãi anh chị nha. Dạ. Em sẽ xin mời anh chị vào trong đây. Cho chị mượn cái điện thoại của chị. Không, điện thoại cũng coi Facebook. Anh chị chờ em một chút xíu, tại vì em xem điện thoại để xem có anh chị nào tương tác không ạ. Em cũng sẽ trả lời trực tiếp luôn. Anh chị nào mình đang xem, xin chào Nguyễn Trường Giang nha. Anh chị nào đang xem thì mình có thể nhắn tin trên đây với em ạ. Những anh chị nơi xa có thể nhắn tin trên đây để cùng giao lưu ha. Còn anh chị Cà Mau thì hôm nay hãy đến cửa hàng Gia Linh ạ. Cửa hàng Gia Linh ở địa chỉ là số 79 Huỳnh Thúc Kháng, phường 7, thành phố Cà Mau. Hãy đến cửa hàng Gia Linh anh chị ha. Thì đây là tủ thuốc trưng bày. Đây là tủ thuốc trưng bày của cửa hàng, tại cửa hàng Gia Linh. Đối với các sản phẩm Thần Vương thì anh chị cứ đến Gia Linh thì tất cả các sản phẩm sẽ có tại cửa hàng để anh chị có thể lựa chọn. Nơi đây là nơi phân phối tất cả đầy đủ các sản phẩm của công ty Thần Vương ạ. Rồi, chào bạn Nguyễn Trường Giang. Anh chị nào đang xem thì xin chào các anh chị đang xem nha. Và em cũng xin nhắc lại thì thực sự là cái thời gian diễn ra cái chương trình tuần lễ vàng ở Cà Mau, rất nhiều khách hàng, rất nhiều anh chị ở các vùng nuôi khác đã gọi cho công ty và cũng có hỏi là có muốn mua hàng online hay không. Thì thực sự là chương trình tour tuần lễ vàng này bên công ty có những mục đích là để giao lưu, tiếp cận với những khách hàng đã từng sử dụng hàng cũng như những khách nuôi mình đã đang hoặc sẽ có ý định sử dụng Thần Vương, và tiếp cận để công ty và người nuôi hiểu nhau hơn, tiếp cận để có thể hỗ trợ được một phần nào đó đến chi phí nuôi cho các khách nuôi. Và thứ ba nữa là cũng như một sự cảm ơn bao nhiêu năm khách đã luôn luôn ủng hộ và luôn đồng hành sát cánh cùng Thần Vương ạ. Dạ xin chào tất cả các anh chị đang xem ha. Thì đây, dạ em xin giới thiệu, đây là tất cả các tủ thuốc của đại lý Gia Linh đang ở cửa hàng Gia Linh ạ. Thì sản phẩm mà bên ngoài ban đầu em nói thì là sản phẩm soi mắt đây ạ. Thì em cũng sẽ nói lại, mỗi ngày em cũng sẽ nói lại bởi vì chương trình chỉ diễn ra có 3 ngày thôi. Tuy nhiên trong quá trình live thì sẽ có những anh chị mình xem, sẽ có những anh chị chưa có cơ hội hoặc là mình chưa bấm vào để mà mình xem. Thì những anh khách nào mà nếu mà mình xem mình chưa có nắm rõ thông tin, hoặc có các anh ở Cà Mau cần hỏi về thông tin địa chỉ hay chương trình rõ ràng hơn thì cứ nhắn cho em ha. Dạ rồi, đây là sản phẩm soi mắt, là sản phẩm vi sinh đa năng. Sản phẩm này có tổng hợp là 6 chủng Bacillus và một cái dòng khuẩn rất là chuyên biệt, vì vậy mà nó được gọi là sản phẩm vi sinh đa năng. Bởi vì sao nữa ạ? Bởi vì ngoài các công dụng của vi sinh là bao gồm là xử lý nước, xử lý đáy, xử lý khí độc, làm đẹp nước, làm sạch bạc, thì sản phẩm này còn có thể khống chế được khuẩn gây bệnh VBO. Nên thành ra là nó sẽ khống chế được các khuẩn bệnh, làm cho giảm bớt bệnh ở trên tôm ạ.
Đây là sản phẩm vi sinh soi mắt. Thì như ban đầu em nói, riêng sản phẩm này ngoài mua một xô tặng một xô thì mình còn nhận được, mỗi một xô mua sẽ nhận được một vòng quay may mắn. Và vòng quay may mắn, trong vòng quay thì nó sẽ có rất nhiều giải thưởng, sẽ trúng được 100%. Ví dụ như là có cột sẽ là anh quay một vòng đó, anh trúng một thùng thảo dược hơ ga, là dùng để một thùng thảo dược gan đây ạ, một thùng thảo dược gan này đi ạ. Nhiều khi quay một xô mà mình trúng cả một thùng thảo dược gan hơ ga là gần 6 triệu. Mình sẽ trúng một thùng này thì sản phẩm hơ ga này là mình dùng tạt và cho ăn. Hoặc là mình trúng cả một thùng canh phốt gro, hoặc trúng một thùng diệt khuẩn, có nghĩa là trúng rất là nhiều luôn. Và bản thân em nhắc lại, chỉ có khi thần vương có tại cửa hàng Gia Linh, anh chị đến ngày cuối cùng là ngày hôm nay, thì mình mới nhận được mã số may mắn và nhận được phần quà, nhận được phần quà quay số. Khi mình quay tại vì chương trình này bắt buộc công ty sẽ phải theo dõi và công ty trực tiếp ghi quà tặng cho anh chị. Anh chị ha. Còn các anh chị ở các khu vực khác như là Bạc Liêu hoặc là Sóc Trăng hoặc là những khu vực miền Trung, nói chung là tất cả các khu vực khác ngoài Cà Mau, thì các anh chị hãy chờ bên chỗ Thần Vương không thể bán, có nghĩa là hiện tại Thần Vương sẽ không bán ngoài khu vực đang diễn ra tuần lễ vàng, tức là hiện tại ưu đãi chỉ dành cho tất cả các anh chị ở Cà Mau thôi anh chị ha. Và tiếp theo, sau chuyến ở Cà Mau thì em cũng xin thông báo là sẽ đến đại lý Ngọc Trinh ở Bến Tre sẽ đến đại lý Ngọc Trinh ở Bến Tre, nên các anh chị khách nuôi ở Bến Tre hãy chuẩn bị nha. Có gì công ty Thần Vương sẽ đến và cùng giao lưu trực tiếp với anh chị và cũng sẽ có rất nhiều chương trình rất là hấp dẫn gửi đến anh chị đây thì em xin mời anh Duy có thể là trao đổi và giao lưu với anh chị một chút ạ. Xin chào buổi sáng quý anh chị. Chúc chúng ta có một ngày thật là nhiều năng lượng. Hôm nay là cũng là ngày cuối cùng Duy và đội ngũ Thần Vương sẽ có mặt ở Cà Mau. Và sau đó thì chúng tôi di chuyển lên các tỉnh trên ở khu vực như là Bến Tre, ở đại lý Ngọc Trinh, Thạnh Phú và những cái những đại lý khác ở trong khu vực. Duy sẽ có một tour ở đó. Và Sóc Trăng, Sóc Trăng thì chúng tôi sẽ thống nhất cái địa điểm rồi cũng thông báo với quý anh chị. Chương trình thì cũng là một cái mà giống như phần quà tri ân của công ty cùng với nhà phân phối gửi đến quý anh chị. Còn cái cuối cùng vẫn là chúng ta nói về cái chất lượng sản phẩm để làm sao cho có cái vụ mùa thành công. Cũng rất là nhiều người, rất là nhiều anh chị cũng các cái chương trình khuyến mãi nó rất là lớn thì họ nghĩ rằng là sẽ ảnh hưởng đến chất lượng. Nhưng mà đối với Thần Vương ấy, thì duy trì cái chất lượng và luôn luôn nâng cao cái chất lượng cũng là một cái thương hiệu của Thần Vương đi cùng với quý anh chị người nuôi trong suốt hơn 15 năm vừa qua. Và cũng quý anh chị đã biết thì trong năm vừa rồi thì Thần Vương cũng nằm một trong 15 trong 20 thương hiệu tiêu biểu của ngành thủy sản ở Việt Nam. Thì qua đó thì sẽ nói lên rằng là cái chất lượng và sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cũng như sản phẩm của Thần Vương. Và hiện nay Thần Vương sẽ là đối tác lớn của các tập đoàn ở trong nước và châu Âu để cho những sản phẩm phục vụ ở thị trường Việt Nam và châu Á. Thì đó là cái nỗ lực rất là lớn của đội ngũ Thần Vương. Và chúng tôi mở rộng sang các cái mảng về cá và chăn nuôi và mảng phụ gia cho nhà máy. Thì hiện nay có một đội ngũ rất là lớn hùng hậu phía sau Duy nữa để làm cho những cái mảng đó. Thì qua đó nói lên rằng là Duy cũng rất là cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của quý khách hàng, của quý anh chị nuôi để dành cho công ty, và công ty có một cái vị trí và một cái tầm vóc như ngày hôm nay. Thì cái đó là nỗ lực của cả một đội ngũ phía sau Duy, thì không phải là một cá nhân nào cả. Và bên cạnh đó thì cái sự đào tạo và tuyển dụng các anh chị em kỹ thuật mới cho các cái mảng khác nhau cũng là một cái đầu tư của công ty dành cho khách hàng. Vì không có đào tạo, không có một cái đội ngũ kỹ thuật tốt và chính xác, thì Duy nghĩ là cái thành công của
của khách hàng nó sẽ tốt hơn và của công ty nó sẽ tốt hơn. Quay về vấn đề chất lượng thì khi Thần Vương được hợp tác với rất là nhiều các đối tác lớn như hiện nay thì qua đó đội ngũ của chúng tôi sẽ lớn hơn nữa về mặt kiểm soát chất lượng và nghiên cứu phát triển và làm thực nghiệm sản phẩm để từ đó nó có những cái thông tin chính xác và hữu ích khi chúng tôi tư vấn cho khách hàng. Cái đó là cái nỗ lực rất là lớn và rất là nhiều công sức, phải nói thời gian và tiền bạc. Do vậy thì những cái sản phẩm ở đây thì chúng ta rất là yên tâm, ví dụ như là soi mắt với cái liều dùng chúng ta có thể dùng một gói đối với ao lóc bạc nha, mật độ 200 con thì chúng ta dùng cho một gói cho 1.000 khối nước. Chúng ta có thể dùng nhiều cách khác nhau, cũng có thể lên men sục, lên men trước rồi chúng ta tạt hàng ngày, hoặc là chúng ta kết hợp xen kẽ với rodo, hoặc chúng ta dùng trực tiếp ở trong ao. Thì những cái dòng sản phẩm này mặc dù có thể chúng ta hay nói là tiền nào của đó, nhưng mà với những cái chương trình hỗ trợ giá từ nhà phân phối ở khu vực khác nhau thì cái giá nó rất là tối ưu. Thì vì như chúng ta biết thì hiện nay thì cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt giữa các nhà cung cấp khác nhau để có chúng ta cung cấp cái dịch cái giá tốt nhất đến cho quý anh chị, vì hiện nay giá thức ăn nó sẽ luôn luôn tăng. Duy nghĩ có những thương hiệu sẽ tăng trong quý 1 đã tăng 2 lần rồi, thì đó là một cái gánh nặng rất là lớn đó cho các quý anh chị nuôi. Thì về phía công ty thì chúng tôi lấy số lượng để bù lại cái hỗ trợ giá này. Ví dụ thay vì chúng tôi trong 2 ngày qua thì Duy thấy các anh chị ở Cà Mau thì mua cái số lượng rất là lớn những sản phẩm của Thằng Vương, ví dụ như là hơ ga, thảo dược gan, hỗ trợ gan, hoặc là self comfort gold, khoáng trong ươm dèo, hoặc là tăng trọng canh phota để trong giai đoạn tăng tốc về xe lớn, hoặc là soi mắt. Thì qua đó cái số lượng nhiều lắm quý anh chị, có thể là lên một sản phẩm lên khoảng 10 tấn sản phẩm, 10 tấn khoảng 800 thùng gì đó, rất là nhiều. Thì qua đó là Duy thấy là những cái bù đắp, cái số lượng nó sẽ bù đắp lại cái chi phí mà chúng tôi hỗ trợ giá cho quý anh chị. Có nghĩa là chương trình nó không thể hỗ trợ quá nhiều vì cái chất lượng chúng tôi kiểm soát rất là chặt chẽ và Thần Vương nỗ lực hết sức có thể không thể và để duy trì cái chất lượng. Do vậy là hôm nay là ngày cuối cùng, cũng rất mong được sự ủng hộ và gặp mặt quý anh chị ở Cà Mau, đại lý Gia Linh số 79 Quỳnh Thúc Kháng, phường 7. Đấy, thì sau đó chúng tôi sẽ hẹn lại quý anh chị ở các tỉnh khác ở những ngày tiếp theo, ngày 8, 9, 10 ở Bến Tre, và sau đó là có thể Sóc Trăng và Bạc Liêu, có thể là Bạc Liêu. Chúng tôi thông báo sau cho quý anh chị. Tôi chúc chúng ta có một ngày làm việc thật là nhiều thành công và vui vẻ. Xin hẹn gặp lại quý anh chị ở cái live stream sau. Xin chào tạm biệt. Tắt đi phát, tắt đi phát, tắt đi phát. Phát, tắt. Trời ơi nó. Để con kia nó tắt. 34 số nè. 34 số của khách. Dạ.